xin quý vị trở lại chương trình trực diện TV. Quân lực của Hoa Kỳ vừa có một cái vụ việc mà do một cái anh binh sĩ chỉ là ở cấp độ là binh nhì nhưng mà đã gây ra một cái vụ việc có thể là chấn động kể cả cái nền chính trị của Hoa Kỳ cũng như là trong ban giao giữa Hoa Kỳ với các nước đồng minh. Thì đó là cái sự việc mà chúng ta thấy mấy ngày vừa qua khi mà báo chí mà của Hoa Kỳ cũng như là báo chí của thế giới đã đăng tải rất là nhiều Ví dụ như tờ Reuters hay là CNN thì đăng rất là nhiều về những cái tin tức này cho biết rằng là một cái anh binh nhìn mang tên là Jack um, coi, um, Tisera thì ông này là một cái thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia gọi là lực lượng không quân đó và ở um, tại cái tiểu bang Massachusetts và đã vừa bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 bởi cục điều tra liên bang của Hoa Kỳ, đó là lực lượng FBI và liên quan đến một cái vụ mà rò rỉ về các cái thông tin và những cái thông tin này được cho rằng là những cái thông tin tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm Góc, Lầu Năm Góc là cơ quan quốc phòng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. thì những thông tin này có liên quan đến chiến sự ở Ukraine cũng như là có quá nhiều các cái nội dung khác trong đó đó thì người mỹ đang theo dõi những cái nước gọi là đồng minh của mình bởi vì nước mỹ là cái nước mà chúng ta đã biết rồi đứng đầu trong các cái khối về các cái nước tự do và nước mỹ gần như lãnh đạo cả những cái nước mà đang đi theo cái hướng mà gọi là nước mỹ thì đứng đầu trong rất là nhiều các tổ chức ví dụ như nato trong liên hợp quốc thì mỹ cũng khuyên đảo rất là nhiều và trong suốt một khoảng thời gian vừa qua, ít nhất là hồi tháng 12 đến nay, người ta đã thấy là xuất hiện ở trên mạng xã hội đã có nhiều cái thông tin mà rò rỉ về các cái vấn đề mà biến mật quốc phòng. Và lực lượng FBI của Hoa Kỳ đã tiến hành để mà điều tra, cũng như là Bộ Tư pháp của Mỹ cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên thì đến tháng 4 này, tức là xảy ra trong vòng có mấy tháng trời, mà mới bắt đầu phát hiện được và cái sự phát hiện nó cũng rất là tình cờ thì à, mỹ theo dõi các cái đồng minh như là ukraine trong cái chiến sự giữa ukraine với xứ nước nga rồi ai cập ngay cả hàn quốc ngay cả tiểu dân quốc ả rập hay là ngay cả vị trí của tổng thư ký của liên hợp quốc và rất là nhiều các cái thông tin khác nữa thì à, việc này đó nước mỹ nhận định rằng nó gây tổn hại rất là lớn đối với cái quan hệ giữa hoa kỳ với các nước đồng minh và những cái đánh giá về chiến tranh này đó nó nó lộ ra, nó cho người ta thấy được cái mặt trái của cái cái nước Mỹ bởi vì nước Mỹ lúc nào trong con mắt cái đồng minh rất là hoàn hảo, rất là toàn diện và bây giờ người ta thấy được các cái chiêu trò của cái nước Mỹ hay đúng hơn là các cái thủ đoạn, các cái um, tính toán của cái nước Mỹ mà nó bảo vệ cho cái quyền lợi của cái nước Hoa Kỳ. Trong khi đó thì um, trong suốt thời gian vừa qua đó khi mà có những cái thông tin mà nó tiết lộ trên mạng xã hội thì người ta đổ thừa cho nga hay là đổ thừa cho coi như là phía bên những cái nước mà thù địch với hoa kỳ có lẽ làm tạo dựng hoặc là muốn ăn cắp những cái thông tin đó à, xâm nhập vào các cái kho dữ liệu bí mật của hoa kỳ còn ở phía nước nga thì có lúc thì nói rằng những cái tài liệu đó là do mỹ tạo dựng và mỹ tạo dựng và những cái con số đó là mỹ cố tình nói cho nó khác đi, nhưng mà thực tế thì chúng ta không có biết là là hai bên cũng đã có những cái thông tin qua lại với nhau. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay, nước Mỹ đã công bố là bắt được một cái anh, một cái anh chỉ là binh nhì thôi, một cái người lính rất là trẻ chỉ mới có 21 tuổi và phục vụ trong quân lực của Hoa Kỳ cũng chỉ mới có mấy năm, tức là từ năm coi 2019 đến nay. Thì một cái chiến sĩ mà nó thuộc về cái lĩnh vực IT được gọi là công nghệ thông tin, cái người này thì có học và được đào tạo trong cái lĩnh vực đó. Và không hiểu tại sao một cái vị trí của binh nhì thôi mà nằm trong cái vệ binh quốc gia và lại trong cái lực lượng không quân, lúc đầu thì cũng được tiếp cận một số các cái thông tin. À, giống như cái lực lượng cơ yếu nhưng mà sau này thì lại được ca phép là tiếp cận những cái thông tin tối mật hơn. Và ông ta thì đi vào trong những cái nhóm chat nhóm chat của những cái mạng xã hội trong liên quan đến mà của cái cái mấy cái người mà họ chơi game đó trong những nhóm trẻ đó với nhau và tung những cái thông tin đó đưa lên và thật ra là tuy mà đưa lên những cái thông tin đó người ta cũng không biết là người nào đưa đến mãi sau này thì lực lượng mà của Hoa Kỳ thì người ta mới mới phát hiện lúc đầu người ta cũng nghĩ rằng đó là hacker nhưng mà thật ra là không phải ông coi như là cái binh nhì Tessera này không phải là một cái người mà gọi là hacker và ông này thì một cái người mà gia nhập vào cái lực lượng không quân không quân của quốc gia vào tháng 9 năm 2019 và người ta thấy rằng cái ông này thì có một cái người cha dưỡng hay nói đúng hơn là cha không phải là cha ruột đó cái là chồng của mẹ ruột đó thì gọi là cha kế đó, có lẽ là một cái người cũng đã phục vụ trong cái vị trí trong cái nơi mà chính là cái um, Tessera, Tessera đã đã làm việc và cái người cha dưỡng đó đã làm mấy chục năm có thể hình như là làm tới bốn chục năm trong cái quân lực và nằm trong cái vị trí đó có lẽ là cái vì vì người cha dưỡng đó có một cái uy tín hay làm có một cái việc trung thành hoặc là vào việc rất là được việc cho nên thì có hay không cái việc mà tiếp xúc hay là giới thiệu cho cái người con gọi là con con riêng của vợ hay gì đó thì để mà giữ cái vị trí đó nhưng mà cuối cùng thì lại gây ra một cái hậu quả vô cùng kinh thiên động địa. Thì um, cái việc mà gây qua cái hậu quả như thế này đến ngày hôm nay lực lượng à, gọi là FBI mặc dù là bắt được ông Teixeira rồi. Nhưng mà vẫn chưa có cho biết được làm cái mục đích của cái ông này làm là vì vấn đề gì. Có thể nói là những cái hình ảnh này ngày hôm nay đó. Và trong cái cuộc bố ráp này cũng phải nói rằng nó cũng rất là đặc biệt khi mà lực lượng mà FBI có rất là nhiều người đã bao vây và một cái người mặc cái chúng ta thấy là có cái 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 màu đỏ đó là được cho rằng mặc, mặc, những cái bộ đồ màu đỏ và đã bị bắt và đây là hình mà chân dung của cái tự tự chụp của cái ông này ông ra thì mới có 21 tuổi thôi một cái người rất là trẻ có lẽ là vì vì um, coi như là muốn um, chia sẻ với nhau trong cái nhóm về cái việc mà những người mà họ yêu thích súng hay là yêu thích về chính trị thì họ theo dõi thôi nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng cái sự việc nó đã đi quá xa thì um, để mà bắt được cái ông này thì có những cái thông tin cho biết rằng đó là vì um, các cái vấn đề như là đầu tiên hết thì à, vì cái việc mà người ta chụp được những cái tài liệu và những cái tài liệu này đó thì à, trong đó có một cái tài liệu mà để ở trên một cái mặt bàn cái mặt bàn này được chụp ở trong cái phòng gọi là nhà bếp và từ những cái đá đó cái bông đá mà nó nằm ở trên cái mặt bàn này mà cơ quan điều tra người ta đã tìm ra và người ta biết được đó là cái cá nhân của cái người binh sĩ này cái người binh binh nhì này và sau đó thì người ta thực hiện cái việc bắt giữ. Thì à, có thể nói là Tesera Tesera là một cái người mà rất là đặc biệt và một cái chuyên gia làm việc với cái tư cách là công nghệ thông tin và rất là giỏi, có thể nói rằng gia nhập vào năm 2019, sau đó thì coi như là được quyền truy cập vào các cái bảo mật mà cấp cao đó, bảo mật mà mà nâng cấp á là từ năm 2021, tức là tính đến hôm nay cũng mới chỉ 2 năm thôi. Thì um, trong cái bản khai thì cho biết rằng um, Tessera đã um, Tessera đã bắt đầu đăng những cái thông tin trên mạng xã hội là vào khoảng tháng 12 năm 2022, tức là tính đến thời hôm nay cũng đã 4 năm tháng rồi, 4 tháng rồi và vì những cái lý do thì người ta cũng chưa thể tìm hiểu được tại sao tesla lại um, chia sẻ những cái tài liệu quá quá nhạy cảm như thế này và những cái tài liệu đó là những cái tài liệu không thể được phép để mà chia sẻ nhưng mà anh ta vẫn chia sẻ trên một cái um, cái trang mà gọi là trên một cái nền tảng là những cái tin nhắn tin với nhau để mà phổ biến ra thông qua các cái game thủ đó mang tên là disco thì đó là một cái trang và bây giờ đó thì trước cái thông tin như thế này thì trong một cái đơn gọi là khiếu nại hình sự được công bố hôm tối thứ sáu thì hôm ngày thứ sáu thì khi mà ông này phải đối diện với cái tòa án thì tesla có thể là bị buộc tội là sao chép hay là sở hữu các cái các cái tài liệu thuộc về tối mật của quốc gia và mỗi cái hành vi mà nếu mà bị phạt tội có thể là phải bị lãnh án đến 10 năm tù giam. Trong khi đó đó thì theo luật của Hoa Kỳ thì hàng trăm những cái tài liệu đã bị chia sẻ thì rất có thể là ông ta sẽ bị buộc rất là nhiều tội. Mà mỗi một cái tội như vậy thì có thể là lên tới 10 năm thì chúng ta có thể nói rằng hàng dài chục năm tù, thậm chí là cả trăm năm tù cũng có thể là chờ đợi cái người lính trẻ này. Vì những cái thối mà chơi ngông hay là vì người ta đang tìm hiểu là có hay không cái sự tổ chức của nước ngoài hay có móc nối hay là có hay không những cái đường dây gì đó. Hay là làm gián điệp hay là làm cái vấn đề gì khác. Thì um, đó là cái điều mà rất là quan trọng. Thật ra thì trước đây đó, hồi năm 2010 cũng có um, một cái người gọi là binh nhất thôi của cái quân lực của Hoa Kỳ. Lúc đó cái ông đó tên là, cái người đó tên là uh, Jesse Manning thì cái người này cũng đã từng bị kết án 35 năm tù vì đã chia sẻ các cái tài liệu video cũng như là những cái điện tính ngoại giao xuất hiện trên một cái trang gọi là Wikileaks và thật dù là tiên 35 năm tù nhưng mà sau đó thì cũng đã được gia giảm và cũng chỉ ở có 7 năm thôi và đến năm 2017 thì cái người đó cũng đã được trả tự do thì có lẽ nói rằng lắm ngày hôm 13 là cái ngày bị bắt tuy nhiên từ đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 tức nghĩa là một ngày sau thôi thì um, tư pháp liên bang của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra hai cái cáo buộc và hai cái cáo buộc này đã nhắm thẳng vào cái người binh nhì đó và trong hai cái cáo buộc đó thì um, nói rằng đó là bây giờ là vấn đề mà rò rỉ những cái thông tin về um, chiến tranh đó là cái điều uh, rất là quan trọng và một cái chuyên gia về công nghệ thông tin tại một căn cứ lực lượng không quân quốc gia lại bị truy tố đã phát tán nhiều cái tài liệu mật của quân đội cho cái nhóm bạn trên cái diễn đàn trò chơi điện tử và thanh niên này bị buộc tội tàn trữ rồi phổ biến trái phép những cái thông tin quốc phòng và thu thập mà lưu trữ những cái tài liệu mà trái phép tài liệu bí mật đó chúng ta thấy rằng ở Mỹ cũng vẫn có những cái tội như vậy vội tội tàn trữ tội lưu hành tội phổ biến trái phép những cái thông tin uh, gọi là bí mật quốc gia quốc phòng và um, hiện giờ đó um, chắc um, Teresa cũng như là các luật sư bào chữa cho anh ta thì bây giờ cũng chưa có cho biết rằng là anh này có phải nhận tội hay không nhưng mà trong cáo trạng thì người ta biết người lính này là vào đầu tháng tư đã sử dụng các cái quyền truy cập của mình để mà đi vào tìm kiếm rất là nhiều những cái trang mạng và người ta thấy được có các cái dấu vết của nó và người thanh niên thì đang đối mặt với nhiều cái vấn đề và nhiều năm tù đang chờ đợi và người ta đang chờ đợi một cái phiên tòa lần tới sẽ được mở ra vào thứ tư tới đây và bộ tư pháp của hoa kỳ đó thì sẽ đề nghị tiếp tục đề nghị là giam cái ông chắc tesera này ở trong tù giam để mà đợi những cái ngày ra tòa và hiện giờ thì chưa có nghe nói về những cái thông tin bảo lãnh Thông thường thì ở Mỹ có những cái tội mà người ta có cho bảo lãnh. Tuy nhiên thì cũng có nhiều cái tội không được phép bảo lãnh. Bởi vì nhất là những cái tội thâm phạm với vấn đề mà lật đổ chính quyền, chống lại cái nước Mỹ, hay là những cái tội mà chống lại loài người, hay là những tội mà vô cùng nguy hiểm đó thì nước Mỹ vẫn không có cho bảo lãnh. Chứ không phải là nói rằng ở Mỹ là tự do đến mức độ là cái chỗ tội nào cũng có thể là cho bảo lãnh. Không phải là điều đó không phải là có tiền quá nhiều thì lúc nào cũng phải được bảo lãnh. Thì um, khi mà các cái lực lượng của Hoa Kỳ mà tung ra một cái lực lượng rất là hùng hậu, nào là những cái um, xe nồi đồng rồi um, nhất là hơn 13 đó, người ta thấy một cái cảnh tượng um, cũng rất là dữ dội. Và um, bây giờ thì các cái đặc vụ mà đã bắt giữ rồi. Thì um, coi như là ông tổng trưởng lý Merrick Garland cũng đã cho biết rằng của bộ bộ tư pháp của Hoa Kỳ đó thì nói rằng là cái việc bắt giữ các Tesla này không có bất cứ một sự cố nào, ý nói rằng là không có bất cứ một cái sự kháng cự nào đó. Và trong cái bài diễn văn có lẽ là ông ta cũng sẽ chuẩn bị để mà đọc cho ờ, cái đại coi um, như là bộ tư pháp của hoa kỳ ở tại hoa đình đốn tức là vụ việc này nó chấn động tới bộ tư pháp chấn động tới cái nhà trắng và ông Garland cho biết rằng đó là Tesla sẽ bị các đặc đã bị các đặc vụ của Hoa Kỳ bắt giữ ở tại một cái ngôi nhà ở Northampton Cam và là liên quan đến một cái cuộc điều tra về các cái cáo buộc xóa hay lưu giữ truyền tải tái phép những thông tin bí mật của quốc phòng và những cái cảnh quay người ta thấy là quay từ ở trên không đó và không cho thấy um, cho thật đã ở trên không thì cũng đã cho thấy là các cái đặc vụ của Hoa Kỳ à, gồm có khoảng chừng um, hàng chục các cái um, FBI đã những cái đặc vụ nha chứ không phải FBI bình thường và đã đột nhập hay nói đúng hơn là đã tiếp cận đến uh, và coi như là với những cái trang bị vũ khí rất là đầy đủ từ um, mọi thứ để mà đã bắt giữ cái người đàn ông này mặc cái quần sọt màu đỏ chúng ta thấy mặc cái quần sọt màu đỏ đó và cái áo phông cũng màu màu đỏ luôn và ông tổng thống Biden đó thì cái ngày 13 cái ngày mà bắt giữ cái anh này thì ông tổng thống Joe Biden cũng đã nói rằng là chính phủ đang tiến gần đến cái việc tìm ra người hoặc làm những người tiết lộ những cái thông tin sau khi bộ tư pháp của Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vào hồi đầu tháng tư cái vụ việc này đã xảy ra mấy tháng mà cuối cùng thì đầu tháng 4 người ta mới đẩy mạnh và ông Joe Biden còn nói rằng là đang tiến dần đó cái việc bắt giữ giống như một cái nhóm tội phạm gì đó rất, rất nguy hiểm nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một cái anh binh nhì thôi một cái anh gọi là chiến sĩ cơ yếu rất là bình thường nằm trong cái vệ binh quốc gia mà nó lại nằm ở cái góc độ của bộ phòng, của không lực của Hoa Kỳ tức là không quân của Hoa Kỳ và ông này tiếp cận một số các thông tin mà đưa ra và những cái thông tin có thể nói rằng có nhiều cái điều mà người ta thấy um, lực lượng vệ binh á, thì uh, bây giờ uh, họ từ chối cái vấn đề mà họ bình luận họ cũng chưa ra đưa ra một ý kiến nào hết được nhiều báo chí đã đặt tới tuy nhiên thì um, họ đã không trả lời nhất là cái nhóm mà vệ binh quốc gia ở uh, coi nhìn Massachusetts Chúng ta biết rằng ở Mỹ có nhiều cái lực lượng vệ binh quốc gia thường ở mỗi tiểu bang thì cũng có đóng quân um, nhóm mà vệ binh quốc gia ở nơi đó, lực lượng và quốc phòng đó, quân đội giống như là ở Việt Nam thì thường có có tỉnh đội hay là thành đội hay là huyện đội các thứ thì lúc nào cũng có cái lực lượng quân sự tại chỗ. Và các cái tài liệu đó mà bây giờ nói rằng bí mật nó liên quan đến cái cuộc chiến giữa Nga với Ukraine là vấn đề nghiêm trọng nhất và nó đã xuất hiện trên cái nền tảng gọi là Discord. Và trong những cái tài liệu này đó, nó đưa ra những cái thông số thí dụ như những cái số liệu về cái thương vong của Nga và Ukraine. Trong đó đó thì nó thấy rằng nó mâu thuẫn hay nó khác đi so với những cái số liệu mà những cái thông tin chính thức người ta đưa ra và thậm chí nó có một cái điều trái nghe réo que đó là những cái thông tin cho thấy là cái số người Nga thiệt mạng á, ở tại cái chiến trường này nó còn thấp hơn so với cái số mà được công bố. Báo chí công bố các thứ được công khai các thứ nhưng mà đối với những cái tài liệu mật, những cái tài liệu đó ghi nhận rằng là cái số liệu của người Nga mất ở tại cái chiến trường nó thấp hơn. Hoặc là một cái tài liệu khác thì uh, liệt kê rõ luôn là các cái binh lính của Hoa Kỳ ở tại Ukraine. Trong khi thì nhiều cái thông tin ở tại Mỹ, nhiều thông tin báo chí thì trong suốt thời gian vừa qua nói rằng Mỹ không có đóng quân ở Ukraine, Mỹ không có tham gia và các quan chức của Hoa Kỳ đó thì cũng đã xác nhận một số các cái chi tiết trong đó bao gồm cả việc là thừa nhận rằng có quân đội ở đó. Đây là một trong những cái vấn đề rất là rất là bí mật quốc phòng nhưng mà họ nói rằng đó là những cái thông tin mà không được phép phổ biến, tức nghĩa là um, họ người dân không có được biết những cái thông tin này, những cái thông tin đó thuộc về bí mật quốc phòng, bí mật quan hệ, bí mật đủ thứ hết. thì um, ông John gọi là Kirby, thì um, ông này là một phát ngôn viên của tòa bệnh ốc thì cho biết rằng những cái thông tin này không được dành cho công chúng và ông um, Veden Patel thì cho biết rằng là một phát công viên của Bộ Ngoại giao, một cái người là phát công viên của Tòa Bạch Ốc và một người là phát công viên của Bộ Ngoại giao. Thì vừa đã cho biết rằng cái vụ rò rỉ này là gây rủi ro đến nền an ninh của Hoa Kỳ. Và họ cũng nói rằng cái số tài liệu đó là dường như đã bị chỉnh sửa. Có lẽ là nước Mỹ muốn làm giảm đi cái tính chất của cái vụ việc và cho rằng cái tài liệu đó nó nói mặc dù đã được tiết lộ có khi cũng không phải là đúng, có khi đã bị chỉnh sửa. Nhưng mà những cái tài liệu này các nhà phân tích người ta cho biết rằng đó là những cái tài liệu đó không phải là tài liệu mà được uh, sao chép mà đó là những cái tài liệu bị chụp ảnh, tức là những giống như những cái tài liệu bình thường, những cái tờ giấy hay là những cái văn bản và được chụp lại bởi máy ảnh. Chụp lại máy ảnh thì cái việc mà chỉnh sửa nó thì nó cũng rất là khó cho nên là người ta thấy là xuất hiện trong những cái nhóm đó như vậy và những cái tài liệu đã được đăng lên ngay cả ở tên Telegram nữa. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và vừa rồi đó thì uh, bây giờ thì cái vụ bê bối này nó làm xuất hiện uh, trong rất là nhiều các cái vấn đề thí dụ như là đây là chúng ta thấy những hình ảnh của ông trưởng lý ha, uh, Maric Garland thì cái ông này cùng với phó tổng trưởng lý là Lisa Monaco phía bên trái và phó giám đốc của FBI là Paul um, Apes đó tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đó vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 thì uh, những thông tin bây giờ thì tất cả các quan chức của Hoa Kỳ đều uh, phải uh, lên tiếng còn uh, đây là cái người mà um, gọi là phát ngôn viên của không lực của ngũ vát đài của bộ tư uh, bộ quốc uh, phòng của Hoa Kỳ ông Trưởng tướng gọi là um, Patrick Ryder thì cái người này đã trả lời những câu hỏi trong một cuộc họp ở tại ngũ giấc đài ở um, coi như là Arlington, Virginia vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. thì chúng ta thấy rằng um, phát ngôn viên của bộ quốc phòng là chuẩn tướng um, Brad Ryder thì cái ông này là chuẩn tướng và ông chuẩn tướng Ryder có nói với các phóng viên của um, tại ngũ giấc đài là khi cái vụ việc mà bắt giữ này diễn ra đó thì rằng bất kỳ ai mà làm rò rỉ những cái thông tin đều vi phạm đến luật lệ, vi phạm đến những quy tắc quân sự thì thật ra thì ông ta nói những cái điều đó là đúng thôi bởi vì ý muốn nói rằng nước Mỹ làm là có luật pháp, chúng tôi có các thủ tục, chúng tôi có các quy tắc rồi chúng tôi được đào tạo thường xuyên về cách quản lý đúng đắn, tin mật, chúng tôi có các thỏa thuận ký không được tiết lộ hoặc là có những quy tắc rất là rõ ràng bất kỳ ai mà À, có giấy phép an ninh đều biết những cái điều đó và bất kỳ ai vi phạm nguyên tắc đó là cố ý thì um, đây là hành vi phạm tội nhằm uh, thì ông ta nói có một cách rất là chung chung thôi tức nghĩa là ý muốn nói rằng là cái người phạm tội đó thì là người lính của Hoa Kỳ người lính thì được đào tạo được hướng dẫn rất là kỹ lưỡng và được giáo dục về luật pháp giáo dục là biết rằng những cái đó mà lò rỉ ra sẽ bị bị trừng trị rất là nặng nề thì um, những cái quan chức trong bộ quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng là sẽ trừng phạt rất là nặng nề đối với cái người mà vi phạm hay là những cái tổ chức nhóm nào đó có liên quan hay không. Tuy nhiên thì đây là cái vụ việc mà trong con mắt của đồng minh có thể nói rằng ít nhiều đó cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà trong những ngày tới thì chúng ta để coi từ ngày thứ tư tới đây thì nó sẽ rà ra làm sao và đến bây giờ người ta cũng không hiểu là tại sao một cái anh mà chỉ là binh nhì thôi mà lại cho tiếp cận đến những cái thông tin thuộc về bí mật mà anh ta lại biết quá nhiều thậm chí là có những cái thông tin về chiến lược nữa những cái số liệu về những cái người chết rồi dấu lượng hay là những cái danh sách hay là những cái số liệu về những cái người lính mỹ có tham gia vào ở bên Ukraine hoặc là nhiều các vấn đề thì đây là cái vụ việc bằng bí mật quốc phòng thí dụ như một cái ông tướng ông tá một cái người mà giữ cái chức vụ cao trong bộ quốc phòng đó mà người ta tiết lộ thì nó còn có nhiều cái cái vấn đề nhưng mà một anh binh nhì thôi chỉ mới làm việc trong cái lĩnh vực cơ yếu này chỉ mới có trong vòng 3 năm à, từ năm 2019 đến nay là cũng như là cũng gần 4 năm thì à, chưa có phải là quá lâu nhưng mà lại để xảy ra một cái sự cố như vậy và cái việc điều tra cũng rất là chậm trễ có thể nói là kéo dài trong mấy tháng trời mà đến ngày hôm nay thì mới phát hiện thì điều này cho thấy rằng cái vấn đề mà cơ mật của hoa kỳ nó đã có vấn đề mà còn bên cạnh mà fbi còn có cái lực lượng mà của coi như là ca và nói vấn đề bảo mật của hoa kỳ thì có rất là nhiều các cái cơ quan cơ quan tình báo của mỹ thì nhiều lắm không phải là chỉ có ca không và nó còn có nhiều cái cơ quan nhiều cái cơ quan họ đang chéo với nhau và họ hoạt động là song hành với nhau nước Mỹ có đến mười mấy các cái cơ quan liên quan vấn đề tình báo vấn đề mà điều tra và đến ngày hôm nay thì người ta mới bắt được thì cái vụ bắt giữ này nó cũng đã giải tỏa được tất cả những cái câu hỏi trong cái thời gian vừa qua và khi mà thấy những cái thông tin mà leak ở trên mạng xã hội thì um, người ta lại nghĩ đến Nga lúc nào cũng đổ thừa Nga lúc nào cũng Nga lúc nào cũng nói Nga ba đầu sáu tay Nga làm có một lực lượng mà chiên đi đào mỏ ở trên các cái um, gọi là thông tin mạng hay là có cái lực lượng mà à, đi hacker rồi làm đứa dữ dằn lắm này kia nọ lúc nào cũng gắn vào như vậy nhưng mà cuối cùng thì vụ việc là chính người mình hại mình chính người mình tung ra những thông tin chứ không phải là ai hết và đó là cái bê bối của nước Mỹ và một cái bê bối này mà chính quyền của ông Joe Biden đang bị um, cáo buộc và ngay cả trong cái lực lượng mà quân lực của Hoa Kỳ đang bị cáo buộc là phải chịu trách nhiệm về cái sự quý bối này và sau vụ quý bối này rất có thể làm những cái người mà quan chức trong những cái lĩnh vực liên quan có lẽ là tới đây chúng ta thấy rằng sẽ không có bất ngờ nếu như mà những người đó họ từ chức những người đó hoặc là bị mất chức hoặc là họ sẽ bị bãi nhiệm đó là cái điều mà rất là rõ ràng và cái hoạt động của nước mỹ là nó như thế chúng ta xin tạm dừng ở đây và sẽ cập nhật về cái thông tin này trong những ngày tới xin kính chào quý vị